Kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 nhằm tôn vinh và tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cảm thông và chia sẻ nỗi đau khổ của các thương phế binh và những cô nhi quả phụ. Kính mời quý cựu quân nhân cán chính công chức Việt Nam Cộng Hòa và quý đồng hương đến tham dự đêm ca vũ nhạc gây quỹ với giá vé ủng hộ 30 đồng do Hội Ái Hữu Cựu Quân nhân Công chức Việt Nam Cộng Hòa tại Charlotte và vùng phụ cận tổ chức lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 17 tháng 6 năm 2012 tại nhà hàng Redden Court 4520 Suite 40 North Tryon Street, Charlotte, NC 28213. Trân trọng kính mời. Mọi liên lạc xin gọi ông Dương Nhâm 704-877-3691.